Mời mọi người đứng dậy. Mời tất cả mọi người ngồi xuống. Các vị cáo đứng dậy. Sau khi vào hội ý thì xét thấy có một số nội dung cần thiết cần phải làm rõ do hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung. Thay mặt hội đồng xét xử tôi công bố quyết định. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 9 năm 2019 quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có thẩm phán chủ tọa ông Trương Công Huấn, thẩm phán bà Nguyễn Quỳnh Mai Tân Quyên, các hội thẩm nhân dân 1 ông Nguyễn Văn Long, 2 bà Nguyễn Thị Lợi, 3 bà Trần Thị Xuân Hải. Căn cứ vào điều A C khoản 1 điều 280 điều 299 của luật tố tụng hình sự năm 2015, căn cứ tài liệu có trong hồ sơ vụ án và kết quả hỏi tại phiên tòa xét thấy cần làm rõ một số nội dung liên quan có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án theo quy định của luật pháp và không thể bổ sung tại phiên tòa. Quyết định trả hồ sơ vụ án hình sự thụ lý số 80 ngày 30 tháng 1 năm 2019 đối với bị cáo Văn Kính Dương, tên gọi khác Trần Ngọc Hiếu, Hoàng Béo, giới tính nam, sinh năm 1980 tại thành phố Hà Nội, nơi đăng ký thường trú 75 đường Nguyễn Hữu Huân, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, nơi cư trú 111 đường Nguyễn Du, phường Nguyễn Thạch, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp công quốc tịch Việt Nam dân tộc Kinh, trình độ văn hóa 7/12, con ông Văn Trọng Thái và bà Phạm Thị Yến và các đồng phạm bị viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố về tội sản xuất trái phép chất ma túy theo điểm C khoản 4 điều 193 bộ luật hình sự, tội mua bán trái phép chất ma túy theo điểm E khoản 4 điều 194 bộ luật hình sự, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm A khoản 3 điều 139 bộ luật hình sự, tội trốn khỏi nơi giam theo khoản 1 điều 311 bộ luật hình sự, tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức theo khoản 1 điều 267 bộ luật hình sự. Để điều tra bổ sung những vấn đề sau đây: một, tại phiên tòa ông Văn Trọng Thái và bà Phạm Thị Yến khai rằng vào cuối năm 2016 ông Thái vào Thành phố Hồ Chí Minh có gặp Văn Kính Dương giao cho Dương 4 tỷ đồng để nhờ mua căn hộ, trong khi ông Thái biết được Dương đang bị truy nã vì tội đặc biệt nghiêm trọng, do vậy cần điều tra làm rõ ông Thái có hành vi che giấu tội phạm hay không để xem xét xử lý theo quy định. Hai, theo lời khai của Lê Dương Giang tại các bức tường số 527, 549 thì Giang khai rằng Vũ Hoàng Anh Ngọc biết Giang và Văn Kính Dương có mua bán ma túy. Tại biên bản ghi lời khai của Ngọc tại các bức lục 703, 705, Ngọc khai rằng Ngọc biết Dương mua bán ma túy, biết gói đồ mà Nguyễn Thu Huyền lấy trong phòng của Giang chung ở trung căn hộ với Huyền là ma túy, do vậy cần làm rõ Ngọc có biết Dương Dương và Giang, Nguyễn Thu Huyền mua bán ma túy với nhau hay không để làm căn cứ xác định tội danh xử lý đối với Ngọc là chính xác. 3. Hành vi trốn khỏi nơi giam vào ngày 3 tháng 11 năm 2010 của Văn Kính Dương, Lê Hồng Hạnh, Trần Văn Tài, Đoàn Quốc Thành, Mã Thanh Phương xảy ra tại vùng giam số 4 nhà giam K1 tỉnh Thanh Hóa, thuộc trường hợp có tổ chức, nhiều người tham gia, có bàn bạc trước kế hoạch chuẩn bị trước công cụ phương tiện v.v. Tòa án nhân dân huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa cũng đã kết án Lê Hồng Hạnh, Trần Văn Tài và Đoàn Quốc Thành về tội trốn khỏi nơi giam theo điểm A khoản 2 điều 311 bộ luật hình sự năm 1999. Việc viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố Dương về tội trốn khỏi nơi giam giữ theo khoản 1 điều 311 năm 1999 là chưa đúng với quy định của luật pháp và có mâu thuẫn với tài liệu vừa đề cập, do vậy cần xem xét lại điều khoản truy tố Dương của tội danh này. 4. Xác định rõ số tiền thu lợi bất chính của từng bị cáo trong quá trình gây án để làm căn cứ truy thu nộp ngân sách nhà nước. 5. Làm rõ bản án số 12 ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hóa xét xử đối với Văn Kính Dương có hiệu lực hay chưa để làm căn cứ tổng hợp hình phạt. Trong hồ sơ có bản án số 12 ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hóa nhưng chưa đóng dấu có hiệu lực thi hành. 6. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra có thu giữ được các hóa chất như natri sunfat, caffeine, magie, thủy ngân của clorua. Tuy nhiên, theo quy trình sản xuất ma túy mà các bị cáo khai trình không có đề cập đến việc sử dụng các hóa chất này. Do vậy, cần làm rõ các bị cáo đã sử dụng các hóa chất này để làm gì.
7. Làm rõ các hóa chất thu giữ được trong vụ án có giá trị như thế nào, còn sử dụng được hay không để làm căn cứ truy thu hoặc là tiêu hủy. Tôi xin lỗi. Để làm căn cứ thu nộp ngân sách nhà nước hay là tiêu hủy. 8. Trong quá trình điều tra bổ sung, cần tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của một số đối tượng liên quan để xét xử triệt để vụ án. Thay mặt hội đồng xét xử, thẩm phán Trương Quân Đắc Tiến đóng dấu, giao trả các bị cáo cho các đồng chí công an tổ chức tố tụng.